Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái cặp loa hai cầu tiếng của Panasonic nhá. Dòng loa cũng rất là nổi tiếng của Panasonic, dòng CH615 gì vậy. Panasonic 615 nhá. Đấy. Đấy. Dòng này thì nó thiết kế nhìn rất là đẹp các bác thấy không? Kiểu thiết kế dạng hai tầng đầu rất đẹp như này. Đấy. Góc cạnh của loa còn tuyệt vời luôn nhá. Hơi đáng tiếc một tí là hơi đáng tiếc một tí là nó mất cái e-căng rồi nhá. Nhưng mà cái này thì không có e-căng, em nhìn nó đẹp hơn, bởi vì e-căng nó là cái e-căng nhựa vải phủ bên ngoài, nhìn nó cũng khá là thô đấy. Nên là cái này thì có hay không có thì cũng không quan trọng lắm đấy. Chủ yếu nhất là bây giờ là cái loa này, các bạn nhìn này đấy. Góc cạnh các kiểu đẹp đúng không ạ? Đẹp luôn nhá. Góc cạnh đẹp luôn. Đó. 61 đây. À con này là 3 HD 615 các bác ạ. Panasonic HD 615. Loa hai cầu tiếng với một cầu hai là với loa hai là 30W và loa nano là 60W nhá. Đấy. Đấy là công suất music, còn công suất din của nó là 15W với nó chép và 30W với loa nano nhá, tức là loa bass là 30W và loa nó chép là 15W. Còn nếu như mà nó đánh ở chế độ music của nó là 60W, loa bass là 30W mà loa tép nhá. Đấy. Thì bác nào ở nhà có các con âm ly hai cầu tiếng thì mình có thể là sử dụng cái con này đấy để tách riêng bát tép ra nghe cho nó hay đấy, hoặc là các bác ai mà có cái âm ly mà không phải hai cầu tiếng thì mình hoàn toàn có thể là thông cầu, tức là mình lấy một cái dây mình đấu từ trên này đưa xuống đây và đưa ra âm ly như bình thường nha, thì là mình sẽ vẫn dùng được bình thường nhé. Đấy, giống như kiểu cái loa các bác cho thêm một con tép rời vào ấy, thì đây chính là cái tép rời này, thì các bác đấu xuống dưới cái cầu loa phía dưới này xong đưa ra âm ly là được nhá. 615 nhá. Đấy. Đấy, ok nhá, đây. Đấy. Cặp loa 615 nhá. Panasonic. Đấy. Đấy thì cặp 615 này thì là nó sẽ chia ra tép riêng, bát riêng, mà tiếng nó sẽ khác hoàn toàn so với các con khác nhá. Nói chung là tiếng sẽ chi tiết hơn vì nó hai con nó mỗi con làm một nhiệm vụ riêng biệt mà. Đấy. Nó không con nào liên quan đến con nào cả. Thì là con 615 này nhá, thì là giá của cái con này là bình thường ra là khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 4 một cái con nó khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 4 một cái con một cặp loa này nhá. Nhưng mà với cái đôi này thì nó không gây căng, thì em bán rẻ thanh lý luôn nhanh nhá, là 800. Đấy, bác nào mua liên hệ cho bên em. Số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 nhé. Các bác về có thể là đấu rời từng loa ra để là mình làm loa lời và loa tép nhé. Hoặc là đấu chung mà để nghe nhạc thì tùy, đúng không ạ? Thế thì bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Vâng.